Rồi, em chào các bác nhé. Đây, hôm nay về được cái quả đầu đốt nhé. Hôm nay chuyên cho bác nào mà chế cháo ra cái dạng kiểu đốt cần ngọn lửa lớn ấy. Đấy, con này là chạy dầu nhé. Chạy dầu diesel. Đây là cái bộ này là bộ hút dầu vào này. Đấy, hút từ cái chai kia nhé. Hút vào. Đây là bộ bơm dầu này. Đấy, ở đây có cái cửa xả này. Chúng ta bắt đầu bơm xả e là vặn cái này ra này. Dầu chạy vào trong cái thân máy này, sau đó phun lửa ra cái ngọn đấy. Đấy, ở đây là cái cục IC đánh lửa, còn bên dưới là cái quạt gió các bác nhé. Đấy, ở đây có cái cửa chỉnh gió này, chỉnh gió mạnh yếu là đấy, sẽ ra đây này. Đấy, em gỡ lô bãi nhặt ra nhé. Đấy, con này điện 100V các kiểu. Đây là quạt gió đấy. Đấy, con này là tự hút các bác nhé. Để cho bác nào mà về mà chế cái kiểu như kiểu là làm các cái máy cần ngọn lửa lớn này, máy rang đồ hay là rang cà phê gì đấy, em thấy trên mạng rồi. Cà phê là bác nào mà chế cái máy rửa xe nước nóng ấy. Đấy, là cho cái ngọn lửa này thổi ok luôn. Giờ em cắm điện hay là nó sẽ tự đánh nước chạy nhá. Cắm điện 100V này. Đấy, quạt sẽ chạy. Cái này là cho gió nhỏ nhé, gió nhỏ còn lửa nó sẽ thế lớn như này. Đấy, bắt đầu cho gió nhiều hơn này, nhiều gió hơn này. Riêng các cái máy dầu thì thường thường này nó sẽ phải nóng cái đầu thổi của nó lên thì nó sẽ ra ngọn lửa đẹp nhé. Đấy, ngọn lửa siêu lớn luôn đấy. Máy chạy rất êm luôn. Lúc nào mà không có dầu ấy, thường thường là cái máy bơm của nó sẽ chạy mạnh. Đấy, cho gió lên này. Đấy, giảm gió đây. Con lửa nhìn đẹp hơn rồi đấy. Đấy, có một cái bếp nó phun dầu đấy. Ở đây là còn cái điểm để các bác bắt cái ốc để nó ghép vào cái lò đốt ấy. Đấy. Gió tăng lên nhé. Đấy, gió mạnh quá là nó sẽ tắt ngọn lửa. Lúc nào mà chế đốt lò cái thứ chơi cái này ok luôn nhé. Có cái bộ đánh lửa ấy, khi ngọn lửa nó mồi được nó không phải đánh lửa nữa. Máy gọn nhé, gọn gàng luôn, nhìn như kiểu con máy bơm vậy. Đấy, dầu sẽ tự bơm ở trong cái chai này. Đấy, theo cái dây này ra đây là có sẽ có một bộ lọc ở đây nữa. Đấy, như thế nó bơm dầu đi không? Nào cần ngọn cái đầu đốt như này thì ơi em nhé, nó đốt nỏ luôn. Cơn gió to quá nó tắt ngọn lửa. Gió, em cho gió to quá. Bạn nào ưng ý em nhé.